lương thực còn được mấy ngày nữa? Bẩm thừa tướng, chỉ đủ cho 7 ngày nữa. Xe lương của Lý Đô Hộ vẫn chưa tới sao? Hà Quang đã cho người đi đốc thúc rồi. Sứ giả không gặp được Lý Đô Hộ, xe lương lâu rồi không xuất phát. Thật sự Hà Quang cũng lực bất tòng tâm. Giờ là đang lúc thu hoạch lúa mì. Quanh đây vùng nào có nhiều lúa mì nhất? Thừa tướng, Lũng Thượng nhiều lúa mì nhất, nhưng đó là nơi đóng quân của Ngụy quân. Lũng Thượng à? Chuẩn bị Tư Mã Ý đi trước một bước. Tư Mã Ý biết ta sẽ tới cướp lúa, đúng là hiểu ta vô cùng. Ngụy quân gấp đôi quân của chúng ta, lại đi trước một bước. Nếu bây giờ cướp lúa sẽ bị tập kích. Lệnh cho quân sĩ chuẩn bị lưỡi liềm và dây thừng, chuẩn bị cướp lúa. Rõ. Thừa tướng, Tây Thành từ biệt, ngài không việc gì chứ? Đại đô đốc, đại đô đốc có quân truyền lệnh mà. Được, để ta nhờ. Quân đâu? Có. Chuyện lời của đại đô đốc từng câu từng chữ, không được thiếu sót, cho bọn họ nghe. Rõ. Thừa tướng, họ cho một hàng lính mà truyền lệnh, lẽ nào khinh quân ta ốm yếu? Ngăn cách mà dẫn dấn an được. Cho quân truyền lệnh của ta chuyển lời lại đi. Quân truyền lệnh có. Lên đây. Tránh. Không nắm được trương lương, không thể có phong thái như vậy hả? Đó là Gia Cát Lượng, khí thái ung dung là điều đương nhiên. Hầu Cát. Có. Hồ Sàng. Tuân lệnh. Công tử, ngồi đi. Ta ngồi đi nhìn mông ngựa sao? Nhưng đây là nơi an toàn nhất đó. Để cút đi. Ở đó, bên ngoài nguy hiểm. Chỉnh. Thank you.
gia và các lượng quả nhiên không phải người thường. Hai quân đánh trận không mặc áo giáp, không mang đao kiếm. Lần này ta cũng không mang kiếm. Lấy quạt! Lấy quạt! Lấy quạt! Ta nói là lấy quạt cho ta. Lấy quạt cho đại đô đốc! Lấy quạt cho đại đô đốc! Hắn muốn có quạt. Nói với hắn, quạt chỉ có một cây. Muốn lấy quạt chỉ có một cây. Truyền! Thưa tướng nói, quạt chỉ có một cây. Hầu cấp! Dạ. Đại đô đốc nói, thưa tướng hầu cấp. Đại đô đốc nói, thưa tướng hầu cấp. Là sai rồi, là gọi ta đó. Ta không có nói ngài. Khắc phục Trung Nguyên, tranh thủ từng phút, thời không chờ ta. Xem đã người hiểu ta. Có Tư Mã Trọng Đạt. Nói với hắn, ta không gấp. Thưa tướng không gấp. Truyền! Thưa tướng bọn ta không gấp. Có hầu cát. Đưa quạt đây cho ta. Tuân lệnh. Nói với hắn, nếu Trọng Đạt hắn tới đại hán ta, phụng sự hán thất, cây quạt này của ta sẽ ban tặng cho hắn. Nếu Trọng Đạt theo đại hán ta, phụng sự hán thất, thì cái quạt này sẽ ban thưởng cho hắn. Nếu Trọng Đạt tới đại hán ta, phụng sự hán thất, thì cái quạt này sẽ ban thưởng cho quân tử. Ta có rồi. Đại đô đốc có rồi. Đại đô đốc có rồi. Đại đô đốc có rồi. Hắn có gì rồi? Hắn nói có quạt của thừa tướng rồi. Thừa tướng, ngài vẫn khỏe đó chứ? Đại đô đốc nói, thừa tướng ngài vẫn khỏe chứ? Đại đô đốc nói, thừa tướng ngài vẫn khỏe chứ? Nói cho hắn biết, ta rất khỏe. Ta xin được chúc mừng đại đô đốc thăng quan. Thừa tướng chúc mừng đại đô đốc thăng quan. Thừa tướng chúc mừng đại đô đốc thăng quan. Thừa tướng, có dám tới uống một chung rượu mừng không? Đại đô đốc nói, thừa tướng có dám tới uống một chung rượu mừng không? Đại đô đốc nói, thừa tướng có dám tới uống một chung rượu mừng không? Lúc ở Tây Thành, hắn không chịu dừng bước, đi trong vội vã. Rượu ngon ta chuẩn bị cho hắn đã để đến hôm nay. Lúc ở Tây Thành, đại đô đốc các người không chịu dừng bước, đi trong vội vã. Rượu ngon thừa tướng chuẩn bị cho hắn phải để đến hôm nay. Đang châm biếm đại đô đốc, bỏ thành mà chạy đó. Chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Đại đô đốc nói, thừa tướng chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Đại đô đốc nói, thừa tướng chỉ nhờ vào miệng lưỡi. Ai kêu huynh nói vậy? Tôi muốn nâng cao sĩ khí quân ta thôi. Ngậm miệng lại. Như vậy là ý gì? Thừa tướng, nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng tới đại ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Đại đô đốc nói, thừa tướng nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng đến đại ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Đại đô đốc nói, thừa tướng nếu đã có chí muốn bình định thiên hạ, chi bằng đến đại ngụy ta, trong 10 năm thiên hạ sẽ thống nhất. Hắn quá điềm nở rồi đó. Nói với hắn, hắn và ta dùng tam quân làm con cờ, dùng đất làm bàn cờ, đánh một ván ngay tại chỗ này được không? Đại đô đốc các người niềm nở như vậy, chúng ta dùng tam quân làm con cờ, dùng đất làm bàn cờ, đánh một ván ngay tại chỗ này được không? Dạ, có bố trận không? Hắn muốn gạt chúng ta đánh với hắn, sau đó cắt lúa mạch của ta. Ta không mắc mưu đâu. Nói với hắn cũng đủ rồi. Trời nắng oi bức, chúng ta về dùng cơm.
kêu hắn cũng đi ăn. Dạ. Chuyển lời, nói đã đủ rồi. Trời nắng oi bức, chúng ta phải về dùng cơm. Bảo hắn cũng về dùng cơm. Đại đô đốc nói chuyện đã đủ rồi. Trời nắng oi bức, đại đô đốc phải về dùng cơm. Bảo thừa tướng cũng về dùng cơm. Tư Mã Ý nhận ra cầm bẫy của ta rồi, muốn đi bảo vệ đồng lúa. Mau nói, đại đô đốc sợ hán như hổ, lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Đại đô đốc sợ hán như hổ, lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Đại đô đốc các người lại muốn dùng lại chiêu cũ, độn thổ mà đi sao? Mau mau rút quân về. Mau mau rút quân về. Đại quân rút trước, ta ở lại cắt đuôi. Thừa tướng. Không sao, nói với Dương Bình, thời cơ đã đến, cứ ra tay trước. Dạ. Đại đô đốc, đại đô đốc làm vậy là sao? Để hắn thoát ở Tây Thành, bây giờ lại thêm một lần nữa sao? Như vậy thì quá nực cười. Thục quân binh lực ít, lại nằm ở trên bình nguyên này, khó lòng mai phục. Mặt tướng xin đánh Gia Cát Lượng. Thục quân phô trương thanh thế, nếu hôm nay không đánh, mặt tướng thẹn với tam quân. Xin đại đô đốc tấn công Gia Cát Lượng. Đại đô đốc, chúng tôi nguyện đi theo các tướng quân tấn công Gia Cát Lượng. Đại đô đốc. Được. Quách tướng quân, cậu hãy thống lĩnh hai vị tướng quân tấn công Gia Cát Lượng tại trấn thủ lúa mạch. Dạ. Dạ. Cướp cây quạt về cho ta nghe. Dạ. Bảo vệ thừa tướng, bảo vệ thừa tướng. Quách tướng quân, sao đuổi theo mãi cũng không kịp? Ta không tin họ còn biết động thổ. Đuổi theo. Trúng kế rồi, lên. Đó, đã nhìn thấy chưa? Đại quân Tư Mã Ý bị thừa tướng giữ chân rồi. Mau lên, cắt hết lúa cho ta. Yeah.
tranh thủ thời gian cắt hết lúa đi. Đã phát hiện thuộc quân, hiện đang cắt lúa mạch. Thăm dò tiếp. Dạ. Báo. Báo đại đô đốc, Quách tướng quân bị chúng mai phục, sai thuộc hạ đi xin cứu viện. Theo dõi tiếp. Dạ. Tướng quân, lương thảo quan trọng, Quách tướng quân tài giỏi sẽ tự biết cách thoát thân. Nói bậy, nếu không thoát được thì sao? Nhưng nếu thuộc quân có lương thảo thì hậu hoạn không lường. Thuộc quân cắt mấy mẫu, mình canh thêm vài ngày là được. Nhưng mà Quách Hoài là tướng lĩnh, tôn lý. Có hạ quan dẫn binh tiếp cứu. Dạ. Cha, tại họ tự đòi đi, cứ cho họ bài học đi. Đây mới là cơ hội tốt để cha thu phục bọn họ. Hồi Vinh. Dạ. Cha. Nè, ngụy quân tới rồi, chúng ta đi. Đi. Mau lên. Đi. Đi mau. Một vạn binh mã của thừa tướng cầm quân được 3 vạn đại quân của Tư Mã Ý, đúng là thần cơ diệu toán. Tư Mã Ý lên làm đại đô đốc, đứng đầu đương triều, thân gánh xã tắc. Ngụy Quốc, Tào Duệ lại thường hay bức ép hắn. Nếu trận đầu tiên này hắn không dám đấu, tin tức đưa về Ngụy Quốc nhất định sẽ bị triều đình chê cười, Ngụy đế nghi kỵ. Bởi vậy trận đầu tiên bất cứ giá nào cũng phải đánh. Thừa tướng nói rất đúng. Tiếc là Tư Mã Ý bỏ đi quá nhanh, không kịp giết hắn. Chẳng qua hắn chỉ làm gián thôi, cho Tam quân với Tào Duệ thấy thôi. Ta không thể đại thắng, hắn cũng không thể đại bại. Hai bên hiểu rõ trong lòng. Binh lực hơn gấp 3, bị đánh cho đại bại, còn cướp lúa của chúng ta, đúng là thật bất lực. Đại đô đốc không thể phá trận, bảo chúng ta đi chịu nhục. Cha. Dạ. Có chuyện gì? Hôm nay thua lớn, trong quân quán thán. Âu cũng là thua, thua nhỏ tức là thắng. Cha đã biết ngày hôm nay sẽ thua. Và các lượng đúng là thiên nhân, Dương Đông kích Tây đều hổ ly sơn, chúng ta không thể làm gì được. Người có thể thắng khi giao đấu với Gia Cát Lượng,